Thưa quý vị, qua gần 6 năm triển khai thi công đến nay, dự án đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan sắp hoàn thành, dự kiến sẽ và khánh thành trước dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Khác với những năm trước, công trình dự án đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan phải tạm dừng do vướng công tác đền bù giải tỏa. Đầu tháng 3 năm nay, khi hai hộ dân cuối cùng đã bàn giao mặt bằng, thì các đơn vị thi công triển khai đồng loạt các giải pháp, huy động nhân lực và thiết bị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc để bàn giao cho nhà đầu tư trước dịp lễ. Công trình cơ bản là hoàn thành ra tầm 98-95% rồi, giờ chỉ cần là còn thảm bê tông nhựa và hoàn thiện vỉa hè. Cái đoạn phát sinh sao? Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan đưa vào sử dụng sẽ tạo nên trục giao thông kết nối từ khu dân cư Tuyên Sơn đến Túy Loan. Vị trí tuyến chạy dọc sông Cẩm Lệ đi qua địa phận các phường Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Châu, Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan hình thành sẽ cùng với các trục liên chiểu Thuận Phước, đường Trần Hưng Đạo, trục du lịch ven biển tạo nên vành đai giao thông du lịch bao quanh thành phố. Cùng với đó, tuyến đường hình thành sẽ mở rộng ranh giới trung tâm thành phố, tạo cảnh quan dọc bờ sông, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hộ dân sinh sống dọc tuyến. Về cái đường Tuyên Sơn - Túy Loan, nói chung dự án thì lâu nhưng mà bữa nay người dân chúng tôi ở đây thì đã thấy được con đường đã đi đến điểm đích và chắc có lẽ sớm hoàn thành trong cái 30 tháng 4 này. Thì người dân chúng tôi ở đây thì cũng rất vui mừng có được một con đường khoan trang, rộng rãi và sạch đẹp để người dân thông thương qua lại. Có con đường thì cũng rất phấn khởi, nhưng mình chính như tôi thấy là cũng mình sống được bao nhiêu nữa sống, chứ còn mình thấy đường này là cũng tốt quá để cho cái lớp sau xa này nó hưởng thụ, nó đi qua đi lại nó cũng thuận tiện cho nó. Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan có chiều dài hơn 7 km, được kết nối với đường Nguyễn Như Đỗ, quận Cẩm Lệ, có bề rộng mặt đường 10m5, bề rộng vỉa hè mỗi bên 3m, được đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật với tổng vốn đầu tư gần 746 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay cơ bản là cũng hoàn thành các phạm vi các cái công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cũng như là cái tiến độ cam kết với ban quản lý. Thì hiện nay chúng tôi đang chỉ đạo nhà thầu triển khai hoàn thiện số cái hạng mục liên quan đến công tác tổ chức giao thông, công tác chiếu sáng cây xanh để tiến hành vệ sinh toàn bộ công trình và tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng vào dịp 30 tháng 4 năm 2023 nhân kỷ niệm 48 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.